Các bạn thân mến, trong dòng chảy tất bật của cuộc sống, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi tại sao ta giận, tại sao ta buồn, tại sao ta hạnh phúc, tại sao ta cô đơn? Tất cả những hiện tượng tâm lý ấy không ngừng biến hóa trong ta và tác động lên đời sống của ta, nhưng ta thì lại biết rất ít về nguồn gốc và sự vận hành của nó. Hôm nay, tôi xin phép đưa chúng ta thật sự thấu hiểu những cảm xúc ấy qua những bài học được rút ra từ cuốn sách Hiểu về trái tim của Minh Niệm. Bài học thứ nhất, bên trong mỗi con người luôn là viên ngọc sáng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những phản ứng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ khi hay tin một nam sinh mang dao vào trường hăm dọa thầy cô giáo, hay một nữ sinh đã đánh bạn mình thê thảm rồi còn quay phim tung lên mạng, thì ai mà không phẫn nộ? Ta cho đó là hành vi vô đạo đức, ta muốn những học sinh ấy phải bị trừng trị một cách đích đáng. Nhưng nếu ta đổ hết trách nhiệm lên vai em, thì làm sao em gánh nổi? Em sẽ gục ngã và mất hết tương lai, rồi ta cũng sẽ mất dần những đứa em tiếp nối ta. Em là đứa trẻ dại khờ, luôn muốn được trưởng thành nhanh chóng, nhưng vì tâm lý chưa chuẩn bị nên đã bị sa ngã. Đúng ra, gia đình và nhà trường phải luôn là môi trường lý tưởng nhất để giúp em hiểu được mình và nuôi dưỡng lý tưởng sống. Nhưng cha mẹ chỉ luôn ao ước con mình ăn học thành tài, nhà trường thì chỉ trông mong học sinh có học lực xuất sắc, chứ đâu có kỳ vọng hay đầu tư vào phần đạo đức của em. Và nếu hai môi trường được coi là nhiều dưỡng chất nhất cho một đứa trẻ mà cũng quay lưng lại với trách nhiệm, thì ai sẽ giúp những đứa em ấy trở về với xã hội, với chính em đây? Ta hy vọng các em sẽ vào các trại đào tạo ư? Sự trừng phạt là giải pháp thấp kém nhất trong công tác giáo dục, chỉ có số rất ít đủ nghị lực để quay về, số còn lại mất hết niềm tin vào cuộc sống nên sẵn sàng buông xuôi và lún sâu hơn vào vũng lầy cũ. Trước khi trách giận những đứa em khờ dại ấy, ta hãy tự hỏi mình đã làm gì giúp các em chưa? Người lớn chúng ta cũng vẫn còn mắc phải rất nhiều những sai lầm, lầm lỡ kia mà. Dù có thể người khác chưa biết hoặc có thể chưa bị phanh phui ra, nhưng ta không thể tự cho mình là trong sạch và tùy tiện đi dán nhãn xấu xa lên đầu kẻ khác được. Nếu bình tĩnh và biết cách quan sát, thì ta sẽ thấy rằng người gây ra lầm lỗi mới là nạn nhân đáng tội nghiệp nhất. Họ có thể làm cho ta đau trong nhất thời, nhưng năng lượng sân hận hay những bế tắc tâm lý của họ thì lại bùa vây họ trong từng giây, từng phút. Họ càng tỏ ra cứng đầu, không biết hối lỗi thì lại càng đáng thương hơn, bởi không biết đến bao giờ họ mới tỉnh ngộ để giúp cho mình có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Khi hiểu được gốc rễ nguồn cơn rồi, ta sẽ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách. Thật ra cũng chẳng có gì là mới mẻ cả. Khi đám mây u ám tan biến thì vầng trăng yêu thương sẽ hiện ra và tỏa sáng. Vầng trăng ấy chưa bao giờ bị khuyết tàn. Đó là vầng trăng của tình người. Bài học số 2, ngừng thói quen phán xét. Một lần, Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách, bất ngờ đưa mắt xuống bếp thấy Nhan Hồi lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử thở dài mà than rằng: "Chao ôi, học trò thân tín nhất của ta mà lại ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt đến thế này ư?" Khi các học trò quây quần chuẩn bị dùng cơm, Đức Khổng Tử nói rằng: "Các con ơi, chúng ta đi từ Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay thầy cho chúng ta có may mắn có được bữa cơm. Thầy chạy lòng nhớ đến quê hương, nhớ ơn cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn sớm một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con bảo có nên chăng?" Các học trò đều chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nên ạ." Chỉ riêng Nhan Hồi vẫn đứng im. Đức Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?" Các học trò không rõ ý thầy nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch, vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, ủ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp, sau đó con đã xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi. Nhưng con lại nghĩ, cơm thì ít mà anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì sẽ mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả các anh em. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi, bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước rồi thì không nên cúng nữa ạ." Nghe Nhan Hồi nói xong,
Đức Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu đúng sự thật. Suýt chút nữa là Đức Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng cắt đứt tình thâm, tạo nên sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Cho nên ta hãy cố gắng thực tập cho mình thói quen nhận diện đơn thuần, nhìn thực tại như chính nó đang là, để buông bỏ bớt những nhận xét phân biệt không cần thiết. Hãy thay thế thói quen phán xét bằng những lời góp ý chân thành, để ta luôn tạo cho nhau cơ hội được hoàn thiện hơn. Bài học số 3. Tùy duyên. Mọi sự vật trên thế gian và vũ trụ này đều được tạo thành bởi rất nhiều điều kiện. Chính vì mọi cá thể đều phải nhờ vào vô số điều kiện mới có thể biểu hiện và tồn tại, nên ta mới gọi đó là duyên sinh. Nhìn một cơn mưa, ta biết cánh đồng lúa vừa tiếp nhận thêm duyên là nước, và trên bầu trời cũng bớt đi duyên là mây. Nên nhớ thành bại, được mất, hợp tan là những cặp thăng trầm mà bất kỳ ai trên đời này cũng phải nếm trải. Tất cả những gì xảy ra với ta hôm nay đều tuân theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Vì vũ trụ vốn không ưu tiên cho bất cứ ai và cũng không ghét bỏ ai, chỉ là do ta chưa đủ trí tuệ để có thể hiểu rõ tiến trình vận hành của nguyên tắc ấy mà thôi. Bài học số 4. Tiếp nối và vô thường. Ta hãy nghĩ rằng mình là một bãi cát chứ không phải chỉ là hạt cát. Khi gió bão thổi vài hạt cát nơi này đến làm đầy chỗ khác, thì gió bão cũng sẽ đưa những hạt cát từ nơi khác đến lấp đầy chỗ khuyết nơi này. Chỗ khác hay chỗ này đều thuộc bãi cát. Vậy thì ta đâu cần phải nao núng, lo sợ. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã từng viết: Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông? Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư? Nếu ta có khả năng vượt ra khỏi phạm vi bé nhỏ của cái hình hài này để thấy rằng mình cũng đang đồng thời có mặt ở khắp muôn nơi. Vì sự thật là ta không ngừng tương tác với vạn vật, vạn sự để tồn tại, thì ta sẽ không bao giờ thấy đau khổ hay hụt hẫng niềm tin khi đi qua những thăng trầm vốn phải có trong cuộc đời này. Hãy đừng vội oán trách vô thường, bởi nếu không có vô thường thì nụ hoa không thể nở, tuyết không thể tan, em bé không thể trở thành người lớn, chế độ độc tài không thể tan rã, và kẻ đau khổ sẽ chìm mãi trong khổ đau. Vậy nên chỉ khi nào ta bớt nghĩ cho quyền lợi cá nhân, biết nhìn cuộc đời bằng con mắt thương yêu và nâng đỡ, thì niềm tin của ta sẽ vững mạnh và không bao giờ bị ngã đổ. Ta tin vào con người vì ta thấy được bản thiện của họ. Ta tin vào cuộc đời vì ta đã thấy được cái tôi rộng lớn, bao la của mình. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển chào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và gió không là gió là mây để thấy trời bao la. Và gió không là phù sa sương mơ màu cho sao. Không là bài ca của tình yêu đôi lứa. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Và sao không là bão, là sóng, là ánh lửa đêm đông? Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Đàn chim gọi bình minh thức giấc. Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?
Bài học số 5, thiên nhiên luôn chỉ cho ta con đường và nghệ thuật sống. Bí quyết để xây dựng nên tinh thần lạc quan chính là học cách thưởng thức cuộc sống. Khi ta tạm thời lùi lại một bước để quan sát những giá trị màu nhiệm của cuộc sống, ta sẽ thấy thiên nhiên luôn chứa sẵn trong mình những bài học vĩ đại mà chỉ những kẻ can đảm mới dám tách mình ra để lãnh hội được. Những bài học ấy như là khí tiết của hoa anh đào trong giá rét, sự uyển chuyển mềm mại của cây trúc trước gió bão, nguyên tắc làm việc hòa điệu của bầy ong, hay tinh thần đoàn kết của đàn kiến. Tinh thần này là chất liệu không thể thiếu để khơi dậy mọi thành công. Thời gian về sống với thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống cũng chính là cơ hội quý báu để ta nhìn lại chính mình. Bài học số 6, làm chủ ngọn đèn bên trong mình. Có một cậu bé mù đến nhà người bạn chơi, do mải mê trò chuyện nên cậu bé không hay chờ đã tối. Người bạn liền giục cậu bé ra về và đưa cho cậu một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi, anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì? Người bạn liền giải thích, anh cầm cây đèn này thì người ta thấy anh họ sẽ tránh. Nghe có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn và ra về. Cậu bé mạnh dạn lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên, bộ mù hay sao mà không thấy cây đèn của tôi vậy? Người kia ôm bụng cười ngất, cây đèn của anh đã thất từ lâu rồi anh mù ơi. Điều này có nghĩa là gì? Tự thân cậu bé mù có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà cậu từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cây đèn, thay vì phối hợp cả hai, thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn mà bỏ qua tài dò đường khéo léo của mình. Bản thân ta cũng có thể tìm thấy những giá trị hạnh phúc bằng chính những kỹ năng được rèn luyện của mình. Vì hạnh phúc chân thật vốn là sự bình yên và vững chãi trong tâm hồn. Nhưng từ khi cuộc đời tạo ra quá nhiều cây đèn tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã mê mẩn và bám chặt vào chúng. Ta dành hết thời gian, năng lực để sắm sửa và nâng niu chúng. Ta tức giận hay thù nghịch nhau cũng vì chúng. Ta loanh quanh hết cả kiếp người cũng vì chúng. Tiền bạc rồi cũng có lúc đầy, lúc vơi. Danh dự cũng có khi vinh, khi nhục. Sắc dục cũng có lúc hấp dẫn, có lúc chán chường. Khi đánh mất hay không còn yêu thích những cảm xúc ấy nữa, ta mới thấy rằng nương tựa nơi chính mình mới là an ổn nhất. Bài học số 7, đừng một mình ra khơi. Loài thiên nga luôn cùng bầy đàn của mình bay theo hình chữ V trong những chuyến di cư về phương Nam tránh rét và tìm kiếm thức ăn. Với đội hình như thế, nhịp vỗ cánh của con bay trước sẽ giúp con bay sau tiết kiệm được 70% sức lực so với chỉ khi bay một mình. Trên thực tế, chưa bao giờ có con thiên nga nào dám bay một mình từ phương Bắc về phương Nam vì đoạn đường có khi dài tới hàng chục nghìn dặm. Điều rất đáng chú ý là khi con đầu đàn đã thấm mệt thì nó lập tức lùi lại để con kế tiếp thay vào vị trí của mình. Chúng không bao giờ độc tài lãnh đạo. Điều đặc biệt hơn nữa là khi có một con thiên nga bất ngờ bị kiệt sức hay trúng thương, nó sẽ được hai con mạnh khỏe khác ở lại yểm trợ và cả đàn sẽ giảm tốc độ đến mức tối thiểu để chờ chúng đuổi theo. Chúng không bao giờ bỏ qua việc nâng đỡ đồng loại của mình. Khi nhìn bầy thiên nga luôn gắn bó bên nhau, có thể ta sẽ rơi nước mắt vì ta luôn cho rằng mình là văn minh nhưng lại tôn sùng chủ nghĩa cá nhân để phục vụ cho sự ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Ta không muốn ai đụng tới ta và ta cũng chẳng muốn quan tâm đến nỗi khổ của kẻ khác. Ngay cả với những người thân trong gia đình mà ta còn rất hờ hững thì đừng nói đến hai chữ đồng loại lớn lao kia. Nếu ta không thương được đồng loại của mình, không nâng đỡ được dân tộc của mình, không chia sớt được nỗi khổ niềm đau với quê hương của mình, thì ta lấy tư cách gì để đứng vững giữa đất trời này cơ chứ? Sống mà chỉ biết đến bản thân thôi, thì đâu có ý nghĩa gì để sống. Vậy nên, ta hãy cố gắng vượt qua những cái nhìn hạn hẹp mà siết chặt tay nhau để cùng dâng lên những cánh buồm to lớn cho con thuyền đời lướt nhanh về phía trước. Đừng ỷ vào tài năng hay sự may mắn, rồi tự ban cho mình một vị trí quá lớn, khiến ta trở nên khó hòa nhập với những người xung quanh. Dù ta đã dựng nên cơ nghiệp, nhưng ta vẫn nhớ rằng mình chưa bao giờ ngừng sự tiếp nhận tình thương và niềm tin từ những người thân. Nương tựa nhau để luôn có ý thức tôn trọng và cần nhau chính là cấu trúc đẹp đẽ nhất của cuộc sống này. Bài học số 8, luôn sống với lòng biết ơn. Ta hãy quan sát một chiếc lá. Chiếc lá không bao giờ nghĩ rằng nó có thể trả hết nợ ân tình của cây, dù nó đã hết lòng hấp thụ ánh nắng mặt trời để khổ công tinh chế nhựa thô thành nhựa luyện nuôi cây. Vì chiếc lá đã quan sát và thấy được sự thật rằng nó chưa bao giờ tiếp nhận tình yêu thương của cây. Dù cây có già cỗi,
nhưng cây vẫn cố gắng cắm sâu những chiếc rễ xuống lòng đất để hút chất khoáng về nuôi chiếc lá. Giả sử chiếc lá có trả hết nợ ân tình của cây, thì nó cũng không thể nào trả hết nổi ân tình của mặt trời, của gió, của nước, khoáng chất, phân hữu cơ, côn trùng và cả vạn vật xung quanh. Tất cả những yếu tố ấy có vẻ như nằm ngoài chiếc lá, nhưng chúng vẫn từng giờ từng phút nuôi dưỡng chiếc lá. Chiếc lá chỉ còn cách sống sao cho trọn kiếp sống, sống sao cho thật dễ thương và làm tốt trách nhiệm của mình. Ta có khác gì chiếc lá đâu, ta cũng không bao giờ trả nổi những ân tình mà cuộc đời này đã trao tặng cho ta, bằng trực tiếp hay gián tiếp. Vậy tại sao ta cứ mãi than phiền và đòi hỏi cuộc đời, mà có bao giờ ta tự hỏi cuộc đời cần gì nơi ta? Vào số 9, ta không phải là riêng ta. Có bao giờ ta đưa bàn tay lên và tự hỏi, bàn tay này thật ra là của ai? Tất cả những tài năng được thể hiện từ bàn tay này có phải do chính ta tự tạo nên hay không? Câu hỏi ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng có thể ta đã từng trả lời sai. Hãy nhìn kỹ lại bàn tay của mình đi. Có phải ngoài những năng lực rèn luyện của bản thân ta, nó đã từng được đón nhận những hạt giống tài năng qua sự trao truyền từ các thế hệ tổ tiên, mà gần đây nhất là thế hệ cha mẹ ta không? Khi nấu được một tô canh chua, ta phải biết rằng cả tổ tiên đã cùng nấu với ta. Và nếu không có được sự khám phá và trải nghiệm của tổ tiên, thì làm sao ta biết nấu canh chua? Thậm chí, ta cũng không biết thế nào là canh chua. Ngay cả danh từ canh chua cũng không có. Tổ tiên không chỉ có mặt trong ta qua từng tế bào, mà còn trong từng nhận thức và nếp sống của ta nữa. Dù ta có muốn hay không muốn nhìn nhận, thì đó vẫn là sự thật. Ta chỉ là tướng trạng đại diện, chứ không phải là riêng biệt. Điều duy nhất khiến ta có một chút khác biệt với họ là ta đã có công cùng vũ trụ tổng hợp tất cả những yếu tố trao truyền ấy thành một chỉnh thể mới để thể hiện một đời sống mới với một sứ mệnh mới. Vì vậy, mỗi khi xương ta hay nhìn vào những tác phẩm của ta thì ta phải ngầm hiểu rằng nó vốn là hợp thể, là tác phẩm chung. Cách gọi đó chỉ đúng trong phạm vi tương đối, chỉ nhằm giúp cho ta lưu tâm đến ý thức trách nhiệm của mình mà thôi. Tổ tiên ta nhờ có nhiều cơ hội nhìn lại mình và ít chạy theo ngoại cảnh, nên dễ dàng thấy rõ nguyên tắc tương tác tự nhiên của cuộc sống. Họ đã luôn thực tập thương yêu kẻ khác, cũng như thương yêu chính bản thân mình. Đó không phải là vấn đề cao thượng hay từ bi gì cả, mà đó là thái độ sống đúng đắn và phù hợp với vạn vật. Để có thể làm được những điều ấy, ta phải thực tập buông xả từ những cố chấp hay toan tính nhỏ nhen luôn xảy ra trong đời sống, tập theo dõi tâm mình một cách tự nhiên, mà không kèm theo thái độ phán xét hay áp đặt nó phải sớm thuần phục như ý ta. Dù ta biết mình chưa thật sự buông xả, nhưng hiểu rõ nguyên do và không ngừng quan sát tiến trình ấy, thì sẽ có một ngày ta cũng vượt qua được nó. Hãy luôn nhớ rằng, ích kỷ là thái độ sống nông cạn và tầm thường nhất của con người. Có lẽ đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hệ quả. Con người tuy được hưởng thụ nhiều nhất, nhưng lại là kẻ chịu nhiều khổ đau nhất. Xin được khép lại những bài học ngày hôm nay bằng những câu thơ của Thiền sư Minh Niệm. Thấy hoa đào rạng rỡ, lòng thẹn với núi sông. Ôi cánh hồng bay bồng, ta tìm gì trăm năm. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt có người mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
hai, tôi chọn ngồi thật yên, nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim.